Chị có tin vào cái câu là có nhân có quả không? Đúng, em hỏi cái thật đó chị tin chứ. Tin Chị không? biết. Gieo nhân nào gặp quả đấy, các chị có đúng tin rồi. không? Nhưng mà chị thì chị không có ghiền là gieo cái nhân đó, nhưng mà tự vì lo là mình không Không, được ý, thiện. ý Đúng, ý đúng. của em là không nói về vấn đề là câu chuyện Đúng nhà rồi. mình, mà em đang nói về vấn đề là hiện nay vẫn có một số những cái người con không tốt với cha mẹ. Đúng rồi. Dạ em xin phép chào hai chị. Hai chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị đang xem video này được biết là hai chị tên là gì? Mình là tên Phạm Thị Túc Trinh. Chị Trinh. Chị Trinh được quê ở đâu? Quê Trà Vinh. Dạ, còn chị gái tên gì? Phạm Thị Mông Tiền. Chị Trinh và chị Kiều. Hai chị là hai chị em ruột phải không ạ? Hai tên ruột. Hai chị em nhà mình cố gắng hết sức, lấy hết năng lượng để mình chuyện trò to tiếng lên một xíu nhá. Được không? Đó. Đó, mình phải to lên nha. Hôm nay hai chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây? Là chị ba chị thất lạc nên chị đi tìm. Vậy là hôm nay hai chị em chị là về đây nhờ anh em là đi tìm ba về cho chị. Đúng rồi. Ba chị thất lạc lâu chưa? Ba thất lạc năm nay nữa chắc 7 năm. 7 năm rồi cơ hả? Vâng. Nếu mà tính đến độ tuổi hiện tại thì ba chị Ba là vậy khoảng bao năm nay nhiêu? 64 tuổi ạ. 64 tuổi. 7 năm trời rồi hai chị. Vậy là lý do gì mà ngày xưa ba lại thất lạc đây? Nói chung là hồi đó gia đình thì khó khăn, rồi con cái cũng khổ, lên đây là làm hò, Dạ. rồi xong cái đầu nhà cũng không có điều kiện, nói chung là nó khổ mà thì nó lứa thứ, thì cái về quê có chuyện này kia cái ba đi, thì bây giờ không biết đường tìm. Ồ. Tự dưng khổ cái ba đi hả? Nói chung là khổ quá, mình sống có mấy rồi con cái thì nói chung nó sống trong gia đình nó cũng không, nó cũng không được ổn định á, mình nói thẳng là vậy. Con gái đông vậy cũng như không có đứa nào lo được cho ba. Thì giống như ba đi lang thang ở đứa này đứa kia rồi con cái thì nó khổ khó khăn mà. Thì đứa này về quê đứa kia làm giống như mình ở dưới quê lên đây mình làm hò. Thì bây giờ đứa lên đứa về vậy đó, ổng không ổn định, ổng đi thì con cái nó cũng khó khăn quá, cái không có khả năng đi tìm. Và đó cái Chị thời biết. điểm mà ba chị đi là lúc đó là chú mới 57 tuổi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thời điểm đó là chú đang làm công việc gì? Hồi đó là ba cũng đi phụ hò. Nhưng mà sức khỏe của chú cái thời điểm đó là có được ổn không? Nói chung là sức khỏe lúc đó ba cũng hơi ổn định. Vậy thì không có lý do gì khổ bỏ đi. Cái này là trong gia đình nhà mình có chuyện gì không? Giữa Thì ba giữa và... ba và mẹ là hồi đó ly thân Đó, đó, thì có chuyện rồi xong gì rồi cái bởi ba... ba không có sống chung với mẹ ở nhà được nữa, ba mới sống với con đứa này đứa kia vậy đó. Rồi thời gian sau á, lúc ba đi là năm đó mẹ cất nhà, con mới sống về quê hết cất nhà phụ mẹ, rồi ba Dạ. ở trên này một mình, ba buồn quá ba mới đi. Tủi thân. Đúng rồi, khi cất nhà xong rồi lên thì không biết ba ở đâu đi tìm nữa, rồi mình lúc đó cũng khó khăn đi làm ngày nào ăn ngày nấy chật vật dưới nhà trọ, cho nên là không có thời gian đi kiếm. Vậy là 7 năm trước thì mình rất khó khăn. Nhưng mà hiện tại cuộc sống của các chị như thế nào rồi? À, bây giờ thì nói chung là kinh tế cũng ổn định, Ổn chưa? nói chung là ổn, con cái nó cũng lớn hết, Vậy cuộc sống mình là ổn định. ngày xưa ba ở với lại nhà chị là đông anh em không? Nhà là 7 anh em, 7 Vậy chị em, là ở với 7 người hay như thế bảy bảy nào? chị em, nhưng mà hồi đó là chỉ có là hai chị em này là lớn thôi, còn cái kia là còn nhỏ không à. Nó nói chung là đứa út của ba năm nay, út nhất là mới có 17 tuổi thôi, nó là mà ba đi năm nay là cũng 7-8 năm, lúc đó út mới 9-10 tuổi. Ngày xưa là hai chị có làm cho ba buồn không? Có ở về với hai chị ngày nào không? Nói chung là ba có ở nhưng mà dạng ba lên ở nhà trọ mà ba chật vật ở đứa này rồi đứa kia thì nó cũng buồn thì cũng có đó, vì con cái đứa nào cũng khổ Em thì đang đứa. hỏi hai chị nè, Đúng rồi, là ngày xưa hai chị có làm cái điều gì cho ba chị buồn không? nói chung làm thì không có làm. Mình có tạo áp lực cho ba hay là mình có Không, nói nặng lời gì ba không? nói chung không, cái đó là ba thoải mái, ba thích làm gì là ba làm vậy thôi, mình cũng không có ràng buộc. Nhưng mà theo mình nghĩ là chắc thời gian mà con cái ở trên này hết mà sống về quê hết bỏ một mình ở thành phố chơi vơi, mình nghĩ là ba buồn vậy. Buồn là Đúng đúng rồi, rồi. Bây giờ bà xã thì đường ai nấy đi mà còn có các đúng con, rồi, mà các còn có con lại như con vậy nữa. mà bây giờ con thì gom về hết lo làm nhà cửa ở dưới Cho bỏ em cũng hiểu, lâu. cho em hỏi một cái điều tế nhị, chuyện riêng tư gia đình nhá. Hai chị tiện thì chia sẻ mà không tiện thì thôi ha. Đúng rồi. Ba với mẹ ngày xưa là lý do gì mà lại phải là đường tình đối ngả đây? Nói chung cái đó thì mình cũng không hiểu chuyện ba mẹ. Không biết Mà đúng hả? rồi, đó mình cũng đi làm, không có sống chung nhà. Hồi đó thì lúc mà ba còn thì ba với mẹ sống quê, con cái lên đây làm. Rồi mình cũng lâu lâu về thôi, mình cũng không tìm hiểu. Thí dụ lâu lâu nghe gầy cãi thì về phiên lơ vậy thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó các chị em nhà mình có khuyên ba mẹ rằng là đoàn tụ với nhau Nói chung thì cũng có, nhưng mà mình là con mà, mình không có cái tạo áp lực được, mình chỉ với người một tiếng, ai thì tùy cha mẹ thôi, mà ai nói chung là ai cũng muốn cứng hết, không ai muốn nhu nhường hết, thì mình cũng thua thôi chứ biết sao. vậy là ai cũng muốn phần thắng về mình đúng Đúng không? rồi, Không ai chịu nhường ai đúng đúng rồi, không? không ai nhún nhường hả.
Tính tình của ba của chị như thế nào? Tính ba thì nói chung hồi đó thì ba chỉ có cái tật nhậu, Nhậu. à chỉ nhậu thôi chứ ngoài ba không có gì hết, đi làm về nhậu thôi. Nhậu nhậu nhiều không chị? Thì chung là cũng có nhiều rồi, con nói chung là nhậu á thì cũng biết là mấy người xỉn, mà nhiều khi xỉn vô rồi mẹ thì tính đàn bà thì lằng nhằng rồi gây lộn, nó cứ vậy nó quanh qua quanh lại cũng bao nhiêu thôi. Rồi cứ nhậu vào là mẹ của chị nói này nói kia là tới Đúng cùng rồi, chuyện luôn đúng không ạ? đúng rồi. Mình thì con cái mà đi làm xa không, lâu lâu thì nghe cái gì mà quá thì bức xúc thì về phiên được không được, có ngày hai ngày mình cũng đi, mình cũng không có ở nhà cho nên là cũng không có biết. Con cái có cuộc sống riêng Đúng phải lo gia đình. rồi. Nói Vậy chung là 7 năm là trời nay là mình không có một tin tức gì về không về có ba tin của gì chị của hả? ba hết luôn, giống như nếu lâu lâu có dịp thì đám tiệc hay là quà Tết nhất thì mình về quê tới nhà dòng họ đâu đó mình tìm mình hỏi thăm tin tức thì dòng họ cũng cho biết là không có ba về. Nói Năm nay là năm 2004, vậy là bỏ đi năm 2017. đúng rồi, chắc 15, 10, 16, 15 gì đó. Nếu mà 15 thì phải là 9 năm chứ sao lại 7 năm được? Nói 7 chung năm mình là cũng nhớ 27. tầm tầm, mình cũng không chính xác. À, vậy là Tại vì nó chị. lâu quá mình thời gian của mình cũng không nhớ chính xác á. Vậy là. Mình cứ nghĩ là thôi thời gian bỏ qua cho coi ba có về không. Cứ nghĩ là ổng giận con cái hay là trong nhà ổng buồn bèn thì ổng đi mới về. Nhưng mà để hoài tới giờ luôn rồi mình không có điều kiện đi tìm. Thời điểm đó là không ai đi tìm luôn. Nói chung là chỉ tìm được theo dòng họ thôi chứ mình không có đi tìm được ở đâu xa. Mình không có khả năng Đúng ha. rồi, mình không có điều kiện. Bây giờ tâm nguyện của hai chị bây giờ muốn tìm lại ba. Đúng rồi. Bây giờ Nhất. cái tâm nguyện mình duy nhất là muốn tìm được ba. Cái thứ nhất là nếu mà ba còn sống thì mình biết tin ba, mình nói chung là đem ba về nhà. Nhưng mà ba không muốn về, nếu cuộc sống của ba ổn định thì mình cũng ủng hộ ba ở đó. Giống như là mình biết cái chỗ để mình tới mình thăm nom thôi. Đó. Bản thân của hai chị cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình Đúng rồi, muốn anh chị em đều cũng tới muốn giờ đồng phút ý này như muốn vậy. làm tròn chữ hiếu đúng không Đúng ạ? rồi, cái kiểu là mình qua thời gian mấy năm dịch rồi mình cũng nói thẳng là mình cũng năm mơ mình cũng không biết sao, không phải là mình ấy nhưng không biết là ba còn hay mất. Mà cái tâm nguyện của mình bây giờ mình cứ gắng sức là nếu mà ba mất mình không cũng không biết ba mất ở đâu hay là để thờ cúng gì hết thì mình cũng không biết làm cách nào. Giờ mình đến đây để nhờ mấy anh em tìm giúp như thôi. Các chị có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Em hỏi thật Nói lòng. chung là có chứ, Đúng mình không? bổn phận làm con của mình làm không tròn. Nhưng mà vì hoàn cảnh của mình nó khó khăn. Chữ hiếu là các chị là chưa tròn đấy. Theo em Đúng rồi. cảm nhận là chưa tròn. Nhưng mà tới giờ phút này có thể là các chị là nhận ra cắn rứt, bản thân cắn rứt nên mà mong muốn là về đây để đi tìm ba. Theo như chị, bây giờ ba chị còn không? Theo như chị ạ. Theo như lương tâm chị cái linh cảm chị là chị nghĩ ba sẽ còn. Dạ. Nếu như mà trong cái thời dịch đó mà không có sự cố gì là ba sẽ còn. Trong nhưng mà trong cái thâm tâm chị mong nghĩ là ba còn. Đó. Em cũng nghĩ vậy. Chắc chắn ba của hai chị vẫn còn. Nhưng có thể là cái thời gian đầu giận các con quá. Bởi vì các con cũng không có quan tâm, cũng không có hiểu được cho ba. Rồi là khi ba bỏ đi thì các con cái thời điểm đó cũng không có đi làm, không có đi tìm, thì cũng bỏ Đúng mặc rồi. luôn nên ba giận, ba buồn. Thì đúng là Nên có cái thể lúc là đó là em giận với các ba. con. Thế em nghĩ bây giờ có khi là ba của hai chị của tất cả mọi người trong gia đình nhà mình lại có cuộc sống mới đấy. Mình có nghĩ điều đấy không? Nói chung nếu mà nghĩ điều đó thì nếu mà thật sự ba được như vậy thì mình rất mừng, rất ủng Mừng đúng hộ. không ạ? Đúng rồi, chứ không có nói là buồn phiền gì ba hết. Dạ. Mình rất mong có người để ba có cuộc sống tốt luôn nữa. Bởi vì bổn phận mình không có lo tròn. Ngày hôm nay em cho hai chị được nói hết cái tâm tư nguyện vọng và gửi tới ba một cái lời xin lỗi. Em mời chị tâm sự với ba của chị đi. Chị, trước tiên chị phải xin lỗi ba trước, Đúng rồi rồi. chị muốn nói gì chị mới nói được. Thì bây giờ trước tiên đó, con đó là con tên Tú Chanh. Nhưng mà cái tâm nguyện của con á, của cái đạo hiếu của con là không cho với ba. Con mong nếu mà ba thấy được cái đoạn này thì ba về với con, ba về liên lạc với chị em. Và tâm nguyện cuối cùng của con, nếu như bà thấy dù ba sống cuộc sống ở đâu có tốt, con chỉ biết được ba ở đâu thôi, con không bắt buộc ba phải về với chị em. Nếu ba về được thì tốt, không về thì để chị em biết chỗ để tới thăm nom ba. Chị mời chị nói chuyện với ba chị đi tâm sự đi. Thì con của cha, con gái lớn nhà cha thương con cháu thì cha về với gia đình thôi. Chị em muốn chị cũng phải xin lỗi ba chị trước, rồi chị muốn nói gì mới nói.
Vậy có gì con xin lỗi cha, như con cái nhỏ làm gì cha buồn, cha giận thì cha cũng tha thứ cho về với con với cháu, để cháu mà không lạc có mình rồi con cháu đó chứ, bằng đêm ăn ngủ không có yên. Hai chị thấy không? Những cái câu chuyện mà gia đình á, cái lúc khổ, đúng không ạ? Thì lại xảy ra cái chuyện như vậy, đến lúc mình có, bây giờ mình muốn báo hiếu, muốn bù đắp cho cha đó. Bây giờ là mình chưa biết được cái tin tức cha ở đâu, và không biết cha có còn trên cuộc đời này nữa không. Có thể rằng cái câu chuyện này và cái gia đình nhà mình sẽ đi theo các chị, anh em nhà mình suốt cả cuộc đời đấy. Em nói thật luôn đó. Không ngủ thì nằm cũng trong kiếp Một ngày nào cha đó, về. một ngày nào đó phải thấy được cha, và mình phải làm tròn được cái chữ hiếu thì mình mới hết cắn rứt lương Đúng tâm. rồi. Còn nếu mà từ giờ đến về sau mà mình chưa tìm thấy cha, em dám chắc rằng là Đúng. các chị là sẽ ăn không ngon ngủ không yên Cái đâu. tâm nguyện của chị cuối cùng là chỉ mong tìm được ba thôi. Nếu Dạ. ba mất hay là còn cũng mình muốn biết cuộc sống của ba như thế nào thôi, nên là vậy. Nói chung là nói thẳng là trong lương tâm như mấy mà chị thì không được tin tức của ba, nói chung là chị không mãn nguyện. Đúng. Tại vì mình không chấp nhận được cái điều đó, tại vì hồi đó là mình khó khăn quá. Chứ không phải là mình không có hiếu, nhưng mà bị điều kiện mình không có, mình cuộc sống khó khăn chật vật quá mình mới để ý tới như vậy. Bây giờ mình có điều kiện mình muốn tìm thì mình cũng không biết cách nào đi tìm. Hôm nay hai chị về đây thì mẹ của hai chị có biết không? Mẹ biết trước khi chị đi hôm Có qua chị nhắn có gửi nói với gì mẹ, không? nói chung thì mẹ cứ cũng có nói, mẹ nói là bây giờ là chuyện lâu rồi mẹ không tính toán nữa, nó bây giờ ai tìm được về làm gì thì làm, mẹ không buồn một giận gì ba nữa hết, nó mẹ không trách móc nó, mẹ có nói vậy. Nếu ba nghe được ba thấy được thì ba cũng tha thứ cho mẹ, hay thí dụ cái lỗi lầm gì đó ở hai ông bà với nhau mà hồi đó không có bất đồng, bà đồng với nhau thì bây giờ nhà nói chung là không ai chấp nhận ba hết, chỉ muốn biết tin tức của ba thôi. Rồi còn sau này nếu mà thí dụ ba thấy là tìm được ba, không có bắt buộc ba hết, tâm nguyện của ba bây giờ là tôn trọng quyết định ba, ba muốn về với con thì về, không về thì ba ở đâu để cho con cháu biết chỗ thôi cũng Hai được. chị có hay theo dõi các kênh của anh em đội hiệp sĩ ở Thanh Hải Bình Dương không? Có cũng có theo dõi Hai chứ. chị có đã từng xem một cái video mà con bỏ mẹ ở cổng chùa chưa? Có xem video đấy chưa? Nói chung là em cũng có nhưng mà dặn cũng không có thời gian, em chỉ lướt xuyên ngang khúc rồi em tắt thôi. Một cái câu chuyện mà không riêng gì bản thân anh em mà tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem đều bức xúc. Bức xúc ở đây là mẹ già mà 80 mấy tuổi rồi, trong khi đó con thì nhà cao cửa rộng mà lại không nuôi mang đến cổng chùa, bỏ ở cổng chùa trong lúc mẹ đang rất là bệnh tật đó. Tới giờ phút này thì anh em cũng nhận được cái thông tin của bà cụ. Thật sự đó là những cái câu chuyện đời sống đời thường, nhưng mà cảm thấy các con, nhiều người con em không hiểu sao mà cảm thấy vô tâm chị ạ. Nên mà mình sống làm sao, cái chữ hiếu thứ nhất là cái chữ hiếu phải đi đầu, cũng giống như bây giờ như các chị này có gia đình có con cái. Các chị có tin vào cái câu là có nhân có quả không? Đúng, Em hỏi cái đó thật, chị tin chứ, tin chị không? biết. Gieo Nhưng nhân mà nào gặp quả đấy, các chị đúng có rồi, tin không? nhưng mà chị thì chị không có ghiền là gieo cái nhân đó, nhưng mà tự vì lo là mình không Không, được ý thiện. ý Đúng ý của đúng em là không nói về vấn đề là câu chuyện đúng nhà rồi. mình, mà em đang nói về vấn đề là hiện nay vẫn có một số những cái người con mà không tốt với cha mẹ. Đúng rồi. Như bây giờ, như chẳng hạn như bây giờ gia đình nhà mình này, bây giờ các chị cũng có gia đình riêng, có con, và sau này thì các con cũng lớn lên, mình thì cũng phải già đi, mình đâu có sống 5 tháng Đúng ngoài rồi. với con với cái được đâu, đúng không ạ? Khổ lắm. Nên mình rất mong rằng là tất cả các người con trên cuộc đời này, khi mình còn cha mẹ thì mình, thứ nhất mình phải làm tròn chữ hiếu trước. Bởi vì sao? Bởi vì có cha mẹ thì mình có mình, không có cha mẹ làm gì có mình. Cha mẹ nuôi mình hình hài được khôn lớn, và cái người mà mình thần tượng nhất, mình tôn trọng nhất, phải tôn trọng được cha mẹ, phải thần tượng được cha mẹ, rồi ra ngoài đời, ra ngoài xã hội, thần tượng ai mới thần tượng, đúng không ạ? Tới giờ phút này là hai chị là cái tâm nguyện là mong muốn tìm lại được ba. Đúng rồi. Em hy vọng rằng một ngày gần nhất chú ở đâu đó, nếu chú đang còn trên cái cuộc đời này, và thậm chí là chú có gia đình mới hay như thế nào đó, hoặc đang ở với ai đó ở khu vực nào, chú xem được video này thì chú mong rằng chú, những cái chuyện cũ đã qua rồi thì chú cũng bỏ qua hết tất cả, để chú quay trở về để đoàn tụ với các con. Cho dù bây giờ chẳng hạn như chú có vợ mới, có gia đình mới, Đúng rồi. thì chú cũng phải liên hệ với các con, để các con được tròn cái tâm nguyện sống không bị day dứt, để được thăm non chú, và đặc biệt là chăm sóc chú cái lúc cái tuổi xế chiều, cái tuổi già.
Đó là cái tâm nguyện của hai chị. Thì mong muốn rằng là chú ở phương trời nào, hoặc là cô chú anh chị xem video này có thấy được cái hình ảnh của chú ở đâu đó, thì gọi điện báo tin về cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của chú, cũng như là giúp gia đình sớm có cái cuộc đoàn tụ sau 7 đến 9 năm gọi là chia cách. Hai chị có điều nào muốn nhắn gửi tới tất cả các cô chú anh chị? Dạ, ra đây muốn nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ ở gia đình đây mình không? Thì là trước tiên là em xin cảm ơn là bên đoàn của anh Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Và sau nữa là nhờ các cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng, nếu như ai dòm thấy được cái ảnh này của ba thì xin liên hệ dùm gia đình, cảm ơn hậu tạ lắm. Hai chị có điều nào mà muốn chia sẻ rằng là tới những cái người con mà có cái tình trạng trong cái hoàn cảnh của hai chị điều gì không? Nói chung thì cũng có, tự vì nếu mà những cái hoàn cảnh gia đình, nói mỗi gia đình thì mỗi khác. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái gia đình nào mà nếu mình cảm thấy có điều kiện được thì mình nên là hãy cố gắng để cho biết tin cha mẹ, chứ đừng để như gia đình của tụi em ở đây mất hơi sau này mất rồi bây giờ muốn tìm lại rất là hối tiếc, rất là khổ cực, mà lại khổ cho các anh em nữa. Mình làm con có cha mẹ, mình hãy cố gắng thuyết phục sao để cho tốt hơn, mọi chuyện tốt hơn nữa, đừng để mà con cái sau này nó phải khổ. Chị, hai chị thấy cảm nghĩ đúng không ạ? Đúng. Như này, cha mẹ chỉ có một trên đời thôi. Đúng rồi. Đúng không? Hai chị có thể lớn tuổi hơn em rất nhiều đấy, nhưng mà như gặp những cái cảnh như thế này thì hai chị không thể gặp nhiều bằng em. Bởi vì em hầu như ngày nào cũng có rất nhiều. Nhưng mà em vẫn mong rằng là tất cả các người con mà hiện tại mà trong cái hoàn cảnh của hai chị hoặc những cái hoàn cảnh khác, mà mình có một cái suy nghĩ lệch lạc chẳng hạn, nhưng mình không có, thứ nhất là mình cảm thấy mình chưa có tròn chữ hiếu với ba mẹ, thì mong rằng là mình hãy hoàn thành tốt cái chữ hiếu. Bởi vì cha mẹ trên đời chỉ có một, cha mẹ cũng phải già đi. Bởi vì tạo hóa quy luật của cuộc sống, có sinh là phải có tử, che già thì mang mọc. Nên mình làm sao cha mẹ cũng đâu phải ăn đời ở kiếp sống hoài với mình được đâu. Nên mà mong rằng là tất cả các người con hãy thương cha thương mẹ và làm tròn trách nhiệm, chữ hiếu phải đi đầu. Rồi cái sự việc của hai chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai chị hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết sức có thể. Thì hôm nay hai chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm cha. Dạ đúng rồi. Mong muốn cha quay trở về một ngày gần nhất để các con hoàn thành trách nhiệm, làm tròn chữ hiếu. Thì hai chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cha mình về không? Dạ có, ở đây là em đồng ý. Nếu mà sau này em có cái đăng tải trang lên, em không yêu cầu là gỡ trang xuống, hay là nếu mà có cái gì thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ. Tại vì em là người đứng đây để em lên yêu cầu nhờ mấy anh lên cái trang mạng này. Thì hôm nay hai chị về đây dám ngồi như vậy là hai chị cũng chẳng có gì phải sợ. Bởi vì đây là trách nhiệm bổn phận của người rồi. Con mình, theo như mình nghĩ là người con nào cũng vậy, nếu cha mẹ mình thất đúng lạc rồi. Thì cũng phải đi đến nỗi tìm thôi. Trừ khi mình tìm trong khả năng của mình hết thể thì mình tìm không được thì thôi, chứ không có người con mình không có làm cái chuyện gì mà xấu hổ với đời hết thì mình không có sợ. Nó là vậy. Cuối video em thay mặt anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, đặc biệt là chúc cho hai chị là mới ở quê lên đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Được thượng lộ bình an về Bến Tre. Dạ về Trà Vinh. À về Trà Vinh, em xin lỗi, về Trà Vinh. Trà Vinh thì em nhớ là có đặc sản rửa sáp gì đấy. Dạ đúng rồi. Thì em chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Và cái điều đặc biệt là ba của hai chị cũng như là của các anh em gia đình nhà mình dạ. sớm quay trở về một ngày gần nhất, gia đình được đoàn tụ. Dạ. Em hy vọng rằng là chú vẫn còn đấy. Chú dạ. thì chú là không có mất đâu. Thì em cũng mong là như vậy. Chắc chắn là còn. Và một ngày gần nhất thì gia đình nhà mình sẽ có cuộc đoàn tụ thôi nhá. Xin phép chào hai chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.